Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị đề tài cũng như là giới thiệu đến vị thuốc bổ óc tăng trí nhớ của công ty Princess Lifestyle. Dạ, bác sĩ chào Lưu Mỹ Linh. Chào Phạm Khanh, chào Lưu Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả. Xin kính chào quý khán thính giả, chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Bổ óc tăng trí nhớ là một cái loại thuốc rất là cần thiết cho các bác bắt đầu từ tuổi 50 trở lên, phải không bác sĩ? Thật sự là tuổi nào cũng dùng được hết cơ, nhưng mà tùy theo cái óc của mình. Ví dụ như còn trẻ mà cái óc mình nó không có làm việc tốt á, thì cũng có thể là uống, từ học sinh cũng uống được. Thì mình hôm nay là cái ngày bầu cử, là cái ngày rất là quan trọng nè. Có nhiều các bác lớn tuổi cũng đang suy nghĩ là hôm nay là sẽ bầu cho người nào. Tự nhiên cái anh Khanh nói tới bác lớn tuổi, tự nhiên Lưu Mỹ Linh nghĩ đến là các bác cần phải có một cái trí nhớ minh mẫn. Đúng rồi. Mà như bác sĩ Burita ta nói đó, thì ngoài những người lớn tuổi ra cần phải đầu óc minh mẫn, trí nhớ tốt, thì các em mà sinh viên học sinh vẫn còn đi học, khi mà học thi cử này kia thì cũng cần phải có trí nhớ thì mới học bài mau thuộc, phải không ạ? Đó. Thành thử ra nói tóm lại là thuốc bổ óc tăng trí nhớ thì rất là cần thiết cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người mà lớn tuổi. Thế bác sĩ có những điều mà người ta nói trong cuộc sống cần phải quên đi, thế thì uống cái thuốc bổ óc tăng trí nhớ này mình cứ nhớ hoài như vậy thì sao bác sĩ? Tạm anh thấy là những người nào mà mất ngủ nè, những người nào mà lo lắng nhiều, lo nghĩ nhiều thì bị cái bệnh Alzheimer rất là dễ dàng. Nhưng mà sau đó thì nếu mà quý vị nào mình muốn tránh được cái bệnh mà mất trí nhớ, lãng trí này kia đó, thì nên làm sao mà giữ cho cái tế bào óc của chúng ta nó được sống lâu hơn. Quý vị cũng biết là trong cơ thể chúng ta đó, những cái tế bào nào mà nó sinh sản một lần là nó không bao giờ nó regenerate, là nó sinh sản thêm. Tức là tế bào gan sinh sản thêm, là tế bào da, nhiều tế bào khác nữa. Nhưng mà chỉ có cái tế bào óc với lại cái tế bào trong cái tim của mình đó, Nam Khanh. Anh thấy cái sớ tim của chúng ta đó, nó khác lắm. Bây giờ anh thấy khi nào mà người ta bị máu nó không có vô được cái tim thì nó làm cho bị hư chỗ đó. Người ta phải làm bypass, anh thấy không? Thì cái tế bào óc nó cũng như, tế bào óc nó không có sinh sản, tế bào tim nó cũng không sinh sản nữa. Bây giờ quý vị nào mà nên nhớ là mình còn trẻ tuổi, mình phải ráng mình ăn uống những chất bổ dưỡng cho nhiều vô để chi, để giữ cho cái óc của chúng ta đang làm việc bình thường. Nhưng mà tại cái da mình đứt tay thì quý vị có thể là trong vòng vài ngày thôi, thì chỗ anh làm Phạm Canh thấy đúng rồi, nó liền da mình nó liền là liền. Rồi cái gan của chúng ta nó mọc mà nó bị hư đó, hoặc là nó tế bào nó không hoạt động bình thường đó, thì nó sẽ mọc những cái tế bào gan mới. Ngoài trừ những tế bào ngay chỗ nào nó cái gan mình nó bị chai thì nó không thể nó chữa lại được thôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ là tế bào óc chúng ta rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không có ăn uống bình thường, không uống những chất bổ dưỡng, thì trong tương lai mình có thể là tới cái tuổi mà 50, 60, 70 thì chúng ta bị mất trí nhớ rất là nhiều. Bởi vì tôi điều chế cái thuốc mà bổ tăng trí nhớ này giúp cho rất là nhiều người, không phải là những người lớn tuổi không, mà những người trung niên, những người trẻ tuổi, ai cũng có thể uống được cái thuốc Beosprin, tức là bổ tăng trí nhớ số 38 này đó thưa quý vị. Thưa bác sĩ, đến các bạn trẻ cũng vậy, trong cái khoảng thời gian mà học thi đó, bị nhiều cái áp lực đó, thì cũng cần phải sử dụng thuốc bổ óc tăng trí nhớ luôn, phải không ạ? Để mà cái óc của mình nó hoạt động tốt, như vậy thì sẽ giúp cho mình rất là nhiều trong cái vấn đề thi cử, phải không ạ? Dạ, thưa đúng không? Vâng, như vậy thì cái thành phần ở trong thành phần dược thảo ở trong thuốc bổ óc tăng trí nhớ như là chúng ta gọi là PS Brand như thế này đó, là gồm có những loại nào thưa bác sĩ? Dạ, nhiều lắm thôi, có nhân sâm, có ginkgo biloba, những cái chất mà nó giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, như là hồng hoa, những chất mà nó giúp cho cái cơ thể mình máu huyết lưu thông. Có biết những cái nơi nào mà nó tắc nghẽn như thể trên óc chúng ta mà thiếu cái dưỡng khí, tức là oxygen, và thiếu cái dưỡng tố là nutrients, thì nó sẽ làm cho tế bào chúng ta nó sẽ bị chết đi. Bởi vậy có một số người là tại vì ăn uống không có đủ cái dưỡng tố, hoặc là tế bào mình nó bị trì hoãn, nó không có đủ cái oxygen nữa, nên làm cho những cái này bị mất trí nhớ rất là sớm. Bởi vậy tôi khuyên quý vị nào mà mình một ngày mình phải có ăn đầy đủ những chất bổ dưỡng, vitamin, khoáng chất cộng với lại cái protein. Protein rất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Nên trong cái thuốc này tôi để rất là thành phần, rất là nhiều vị mình để giúp cho cái óc chúng ta nó hoạt động một cách bình thường. Thì một ngày quý vị không cần uống nhiều,
một tới hai viên thôi thì nó giúp cho tế bào ốc của dịch nó thứ nhất là hoạt động tốt, thứ hai là tránh được cái bệnh mà lú lẫn với lại cái bệnh mà thường thường ta hay làm cho người ta bị hay quên. Nhiều khi mình cầm cái mắt kiến mà mình đi tìm cái mắt kiến, nhiều khi quý vị đổ cái nón vô mình đi tìm cái nón. Tôi không biết anh Phạm Khanh có bị những cái trường hợp có chưa? Có, thỉnh thoảng cũng bị như vậy. Thường nhất là nhiều khi cầm cái chìa khóa trên tay á, chìa khóa xe, khóa nhà mà đi vòng cái kiếm chìa khóa. Thì cái đó là nó quên, gọi là nhất thời, không thưa bác sĩ, chứ phải là kinh niên. Nhất thời. Thưa bác sĩ, người ta nói rằng thì là để mà cho cái tế bào ốc như bác sĩ nói mà nó phát triển và nó duy trì được cái mức độ hoạt động của nó thì phải cái vấn đề quan trọng đó là vấn đề mà máu nó phải lưu thông lên não nó được tốt, nó không có bị nghẽn, không có bị, hoặc là máu mà ít lưu thông lên não quá thì nó gây ra nhiều cái chứng bệnh khác, ví dụ như cái bệnh mà người ta nói hay là rối loạn tiền đình hoặc là hay quên thế này thế kia, như vậy thì như thế nào thưa bác sĩ? Cái rối loạn tiền đình á, tại miền bên Hoa Kỳ là không dùng cái chữ đó. Dạ em nghe bên tiếng Việt người ta dùng vậy, em không hiểu cái đó. Nhưng là mà anh nhớ trong cái ốc của chúng ta đó, nó có cái con trong cái lỗ tai giữa của mình á, nó có cái nước. Mà nếu mà hai bên cái nước đó, nó hoạt động không có bình thường, bên cao bên ít bên nhiều hoặc là nó không có ba lăng với nhau đó, thì người ta nói gọi là rối loạn tiền đình. Thì làm cho người ta nhức đầu, khó chịu, mất ngủ hoặc là lúc nào bị chóng mặt. Chóng mặt đúng rồi. Nên sẽ kêu bằng rối loạn tiền đình. Và cái tiền đình đó là cái trong ốc chúng ta, nó có cái trong cái ốc của chúng ta, trong cái lỗ tai giữa của mình đó, nó có một cái loại nước mà để mà cho giữ thăng bằng. Anh thấy là nếu mà mất thân bằng cái người ta đi không được, nhất lái xe không được mà đi đứng không được, cứ như chóng mặt hoài hay nằm nhắm mắt thì ok không sao, mà mở mắt ra thì chóng mặt lắm, chịu không được. Cái đó kêu bằng rối bên ở trong bên Hoa Kỳ này nó không có dùng những từ mà rối loạn tiền đình. Tại vì tôi nghe những từ này hồi đó bên mấy người bên Việt Nam mà mới qua thì vô phòng mạch tôi khám bệnh, nó nói bác sĩ bên Việt Nam nói tôi bị rối loạn tiền đình. Thì mình mới tìm hiểu ra cái rối loạn tiền đình là cái gì. Là cái đó phải không? Như vậy thì làm sao để cải thiện, sao để chữa? Thì mình giữ, thứ nhất là giúp cho cái ba lăng ở trong cái ốc của chúng ta đó, nhiều khi mình uống thuốc, nhiều khi mình bị cái lỗ tai giữa của mình nó bị infection thì mình uống thuốc trụ sinh rồi để cho nó diệt di trùng đi, thì từ đó nó hết. Một số người hết được 5-7 năm rồi bị trở lại, còn có một số người là uống thuốc nhìn thời gian rất là lâu mới hết thôi. Tức là cái người đó là xui là bị phải không bác sĩ, chứ không phải là không phải ai cũng bị hết. Còn trở lại với cái vấn đề là cái tế bào não của mình nó không hoạt động, nó thưa bác sĩ, thì người ta nói rằng mình phải chịu khó mình đọc sách, mình internet, mình tìm hiểu, tức là cái óc của mình nó phải vận động thật là nhiều thì mình sẽ bớt được cái triệu chứng lú lẫn, tức là nó chậm lại cái tiến trình lú lẫn, thì điều đó có đúng không ạ? Dạ đúng, cô thấy mấy người mà thí dụ mình chưa tới tuổi đi thai hoặc là đưa đúng tuổi đi thai thì mình ở nhà một thời gian đó, mình đi làm việc mình mới vận động óc của mình phải đọc sách, mình phải làm tìm tòi, còn nếu mà có gì nào mà cứ ở nhà rồi mình ra đi ra đi vô đó, ốc mình không làm việc. Rồi thí dụ cô đi làm việc đó, cô tính toán rồi cô học đọc sách, đọc internet này kia đó, thì cái ốc họ nó dai lắm, nó không bị lú lẫn. Có thể là 7, 8, 9, 10 tuổi vẫn đồng hành làm việc bình thường. Còn những người nào mà không dùng tới bộ óc của mình đó, thì tế bào của mình nó càng ngày nó càng chết nhiều đi. Bao nhiêu tỷ tế bào của mình nó sanh ra nó không bao giờ nó sanh thêm nữa. Nhưng tế bào da thì nó cứ mọc hoài thôi. Bây giờ với cái tuổi nào cô cũng cái tế bào da của mình nó vẫn tiếp tục nó regenerate, tức là sinh sản. Nhưng mà đặc biệt tế bào óc với lại cái tế bào trong tim của mình đó, hai cái đó là nó không có sinh sản được. Nhưng mà như vậy thì một số người chẳng hạn như ông tổng thống Reagan đó, ông cũng bị bệnh lú lẫn đó. Ông cũng là một người hoạt động rất là nhiều, chắc là ở trong phòng bầu dục thì ông cũng phải sử dụng cái não bộ rất là nhiều, mà tại sao ông vẫn bị? Tại vì ông bị cái bệnh nó kêu bằng di truyền cơ. Di truyền. Bây giờ tới cái tuổi đó là bây giờ cô làm việc không làm việc gì thì cũng bị lú lẫn. Mà cái bệnh lú lẫn mình có thể mình tránh được, nhưng mà trước khi mình tránh được bệnh lú lẫn, người ta khám phá ra mình bị cái gene đó rồi đó. Mình thể mình uống thuốc hoặc là mình trước đó 10 năm. Mình phải lo 10 năm cho mình đợi tới chừng lú lẫn rồi thì mình cũng giúp được nhiều, mình uống thuốc này kia mình giúp phần nào thôi, không nhiều, nhưng mà trước đó 10 năm mình biết mình sẽ bị lú lẫn. Bây giờ tại vì giờ cô thấy không, có những cái máy người ta cho biết mình biết là mình có thể bị lú lẫn hay là không bị lú lẫn. Thưa bác sĩ, thế thì cái thuốc Biotran này nó giúp cho người não bộ trí nhớ như thế nào thưa bác sĩ? Cho cái thần kinh ốc với lại cái thần kinh ốc với lại cái tế bào của mình đó, nó hoạt động, nó combine lại, nó kết hợp lại. Mà thứ nhất là kết hợp là để chi, để nó nhờ
cái oxygen, dưỡng khí, dưỡng tố mà nó từng hoàn huyết bản mình nó làm canh. Dạ vâng. Dạ, nên nó giúp cho óc chúng ta lúc nào cũng hoạt động tốt là như vậy. Dạ, tức là một cách tăng cường trí nhớ. Dạ. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trả lại ngay.